Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Quý vị và các bạn thân mến, nếu bạn thuộc những con giáp này trong năm 2023 Quý Mão, khi bước chân ra đường thì phải hết sức cẩn thận. Bởi đây là hai con giáp dễ gặp vận đen. Trong năm nay, bạn phải hết sức cẩn thận trong vấn đề lời ăn tiếng nói, trong các mối quan hệ xung quanh, vì dễ bị tiểu nhân đặt điều nói xấu, chiếm đoạt những công lao do bạn gây dựng từ trước tới nay. Trong công việc cũng gặp không ít khó khăn do cấp trên chèn ép, đồng nghiệp chơi bẩn, từ đó dẫn đến tài lộc bị tiêu tán. Bên cạnh đó, các bạn phải tuyệt đối chú ý đến sự an toàn trong các vấn đề xe cộ, giao thông, đi lại, vì dễ va quẹt và thương tích. Và đó là các con giáp sau. Con giáp xui xẻo đầu tiên trong năm 2023 là những gia chủ tuổi Thân. Vừa thoát khỏi hạn xung thái tuế trong năm 2022 Nhâm Dần, bước sang năm 2023 Quý Mão vừa dính vào hạn tam tai, lại thêm hung thần kiếp sát chiếu mệnh. Vậy nên xui xẻo đủ đường, làm gì cũng tan vỡ. Người tuổi Thân bước vào năm giữa tam tai nên sự nghiệp nhìn chung không có bước tiến triển vọng rõ ràng. Bạn cần nhắc nhở mình cố gắng vươn lên, chớ đầu hàng nghịch cảnh hoặc là tạm dừng những kế hoạch của bản thân. Vì đến khi bắt đầu lại, bạn sẽ còn gặp phải nhiều trở ngại hơn nữa. Năm 2023 này, quan hệ của bản mệnh với bạn bè, đối tác không thực sự hài hòa. Đôi bên không những mâu thuẫn với nhau vì quan điểm đối lập mà còn vì lợi ích. Khuyên bạn là đừng quá tham lam, nghĩ đến việc giành giật công lao của người khác. Song bạn cũng chớ nên quá hiền lành, nhu nhược để người khác chiếm mất cái lợi của mình. Trong quá trình làm việc chung, bạn cần hạ cái tôi của mình xuống và trao đổi với mọi người xung quanh nhiều hơn. Chớ nên khăng khăng làm việc theo ý mình. Nếu biết phát huy sức mạnh của bản thân, tập thể, mọi việc sẽ trở nên dễ dàng và thuận lợi hơn. Còn nếu tập thể chia rẽ, ai làm việc của người ấy thì dù có tài giỏi đến đâu, bạn cũng không thể một mình đương đầu hết mọi vấn đề. Vì công việc khó đạt được bước tiến, nên bản mệnh cần phải tập trung củng cố vị thế của mình. Hãy làm thật tốt các nhiệm vụ được phân công, dù là công việc quen thuộc đi chăng nữa, cũng chớ nên lơ là, vì lơ là thì dễ gặp lại những hậu quả đáng tiếc. Nếu bạn không ngừng cố gắng thì đến một lúc nào đó bạn sẽ lọt vào mắt quý nhân. Hơn nữa là năm nay cũng không chỉ toàn những điều bất trắc, có một vài thời điểm trong năm, cát tinh tử vi xuất hiện đem tới cho bạn những cơ hội quý giá. Bạn mệnh cần có con mắt tinh đời để nhanh chóng phát hiện và nắm bắt các thời cơ. Thậm chí dù chưa được thăng chức đi nữa thì bạn vẫn có cơ hội được tăng lương, thưởng nóng. Tình hình tài chính của con giáp cũng không có nhiều biến động trong năm 2023 này. Mặc dù là có tăng trưởng cũng gia tăng nhẹ, nhưng chưa đạt được mục tiêu mà bạn đặt ra từ trước. Với người làm công ăn lương, thái độ làm việc chưa thực sự nhiệt tình, hơn nữa lại thường xuyên mâu thuẫn với đồng nghiệp, khiến bạn khó có thể được lãnh đạo đánh giá cao. Tuy nhiên, nếu biết thay đổi cách hành xử của mình và tập trung hơn vào nhiệm vụ, thì đến cuối năm bạn vẫn sẽ nhận được một khoản tiền thưởng kha khá. Chuyện làm ăn kinh doanh tiến triển đều đều, nhưng nếu so với đối thủ thì bạn có thể trở thành người thụt lùi. Khuyên con giáp này nên nhanh chóng đánh giá lại tình hình của thị trường, tìm ra phương hướng phát triển phù hợp với bản thân mình, không thể mãi dậm chân ở những lĩnh vực quen thuộc. Các dự án đầu tư, kinh doanh, quy mô lớn cũng có thể chưa thu được lời lãi ngay lập tức trong thời điểm này. Bạn cần có con mắt tinh đời để nhận ra đâu là điểm mình cần thay đổi, đâu là ưu thế mà mình cần phải kiên trì giữ vững. Biết cách phát huy ưu điểm, bạn sẽ dần vượt lên trên đối thủ và khẳng định được vị thế của mình. Chuyện chi tiêu cũng cần hết sức chú ý trong năm nay, do có hung tinh kiếp sát tác động, con giáp này dễ vướng phải rắc rối và cần sử dụng tiền ngay lập tức. Vì thế, trong việc chi tiêu cho đời sống hàng ngày, bạn cần phải cân nhắc sử dụng tiền bạc hợp lý, chớ vung tay quá trán rồi cuối cùng khi chuyện cấp bách xảy ra lại phải chạy vạy, nợ nần người khác. Phương diện tình duyên chịu ảnh hưởng của cục diện tự hình và hạn tam tai 2023 nên khó lòng khởi sắc, có đôi lúc bạn cảm thấy mệt mỏi, chán nản với cuộc sống của mình. Quan hệ vợ chồng liên tục xảy ra mâu thuẫn, trục trặc bởi đôi bên có những quan điểm bất đồng. Vì ai cũng đề cao quan điểm cá nhân nên chẳng thể nghe lọt tai ý kiến của người còn lại. Nếu không chú ý hàn gắn, cả hai sẽ tạo cơ hội cho kẻ thứ ba xuất hiện. Con giáp này cần xác định được điều gì là quan trọng nhất với mình, là lòng tự trọng hay là quan hệ với vợ chồng con cái. Hãy cân nhắc kỹ trước khi hành xử hoặc nói năng để tránh gây tổn thương cho những người thân yêu nhất. Với người còn độc thân, dường như bạn chưa sẵn lòng mở cửa trái tim cho người khác.
Bạn sợ hãi những tổn thương quá khứ sẽ lặp lại trong tương lai, nên vẫn cứ mãi tiếp tục đời sống độc thân. Nhưng như vậy lại khiến bạn vô tình bỏ lỡ những cơ hội được tận hưởng hạnh phúc. Bạn mệnh nên có cái nhìn tích cực hơn về chuyện tình cảm và về mọi người xung quanh mình. Hãy dũng cảm cho một người nào đó có cơ hội, có thể đối phương sẽ là người giúp bạn bước qua quá khứ. Và để hóa giải vận đen, chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Con giáp xui xẻo thứ hai trong năm 2023 Quý Mão là những người tuổi Dậu. Do gặp phải cục diện trực xung với Thái Tuế, vậy nên vận đen luôn đeo bám những người tuổi Dậu trong năm nay, khiến cuộc sống của họ ngày càng bế tắc. Con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Dậu đầy những trắc trở và khó khăn. Bạn cần xác định rõ mục tiêu của mình và xác định sẵn tinh thần để có động lực vươn lên, không đầu hàng với nghịch cảnh. Trong năm 2023 này, các mối quan hệ xã giao của bản mệnh không được tốt, bạn khó có thể tìm được người đồng chí hướng với mình, thậm chí là chỉ cần có người bày tỏ thiện ý với bạn là tốt lắm rồi. Đa số thời gian, con giáp này sẽ phải tự lực cánh sinh, không được ai giúp đỡ, dễ dẫn đến tình trạng tâm lý mệt mỏi, căng thẳng và áp lực. Đồng nghiệp cản trở, đối thủ cạnh tranh là nguyên nhân chính khiến các công việc của bản mệnh khó có thể tiến hành theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên, dù có bị quấy rối, làm phiền, bạn cũng cần nhắc mình là bình tĩnh cư xử, chớ nóng nảy kẻo hỏng việc, kẻ xấu cũng sẽ có cái cớ để vin vào, nhân đó hãm hại và giành mất công lao của bạn. Khi được giao cho phụ trách công việc, bạn chớ làm với tinh thần đối phó, được chăng hay chớ, vì như vậy dễ mắc các lỗi sai, ảnh hưởng tới hình ảnh của bản thân và cả tập thể. Khi vấn đề xảy ra, bạn cũng cần dũng cảm đối mặt với sự thật, đừng vì cách trốn tránh hoặc là đổ lỗi cho ai đó. Dù là người đứng ở vị thế lãnh đạo đi nữa, con giáp này cũng không được lơ là, bởi nhiều quyết định của bạn có thể ảnh hưởng sống còn tới cả tập thể. Bạn không nên nghe theo lời xúi dục của những kẻ nịnh hót. Khi đứng trước các vấn đề, bạn cần có cái nhìn đa chiều và đúng đắn, đừng nghe theo lời nói một chiều của bất cứ người nào. Tình hình tài chính của người tuổi Dậu cũng khó có tiến triển được như mong muốn ban đầu của bản mệnh. Ngay từ thời điểm đầu năm, bản mệnh đã nên xác định rõ định hướng của mình, không nên đặt ra những cái đích quá xa vời, vừa khiến bản thân mệt mỏi lại vừa dễ rơi vào cảnh thua lỗ. Người làm công ăn lương nên chú ý vào nhiệm vụ của mình, chớ lơ là kẻo kẻ xấu lợi dụng cơ hội chiếm công, khiến công sức lao động bỏ ra đều trở nên uổng phí. Bạn cũng cần chú ý vào công việc, bởi nếu không dễ xảy ra các lỗi sai, vừa ảnh hưởng đến người khác lại vừa phải tốn công, tốn sức và tiền bạc để sửa chữa. Với người làm ăn kinh doanh, bạn gặp nhiều bất lợi khi đối thủ đều quá mạnh mẽ, trong khi chính bản thân mình lại chưa tìm ra được lợi thế để cạnh tranh. Con giáp này cần phải thật sự bình tĩnh để đánh giá đúng tình hình thực tế cũng như điểm mạnh của bản thân mình, chớ vội vàng đưa ra các quyết định để rồi vướng phải thua lỗ lớn hơn. Người thiếu kinh nghiệm cần hạn chế dốc hết tài sản của mình để đầu tư vào một lĩnh vực nào đó, vì như vậy khó thu hồi vốn và cũng dễ phải chịu những tổn thất nặng nề. Tốt nhất là hãy tiến hành từng bước chậm mà chắc, không nên chạy theo xu thế, bạn cần tích lũy kinh nghiệm dần dần rồi mới có thể làm ăn lớn được. Tuy nhiên trên thực tế thì trong năm vẫn có một số thời điểm bản mệnh gặp được nhiều may mắn hơn. Quan trọng là bạn phải đủ tinh tế để nhận ra đâu là cơ hội mình cần lập tức nắm bắt. Nắm bắt được cơ hội, bạn sẽ cải thiện được tình hình thực tại, thậm chí phát hiện ra được hướng đi mới khắc phục bế tắc. Và để hóa giải vận đen, chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dậu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Quý vị thân mến, như vậy là chúng tôi vừa tìm. Quý vị thân mến, như vậy là chúng ta vừa chia sẻ cho quý vị hai con giáp xui xẻo nhất trong năm 2023 Quý Mão. Quý vị có thuộc một trong những con giáp xui xẻo ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và cảm thông chia sẻ với bạn nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số điện thoại 0989349119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Xin cảm ơn.